vị, từ đầu tháng 7 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ toàn dân tham gia kiểm tra, giám sát và phát hiện người từ vùng có dịch COVID-19 về và đến Đà Nẵng. Từ đó đến nay, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp chặt chẽ với tổ COVID-19 tại cộng đồng, duy trì việc giám sát, phát hiện người từ các địa phương khác trở về và thông báo cho cơ quan chức năng. Từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát đến nay, các trưởng ban công tác mặt trận tại các khu dân cư được ví như những điều tra viên, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát các trường hợp về đến Đà Nẵng để nắm rõ thông tin của từng người. Bà Dương Thanh Huế, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư Xuân Đáng 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê là một điển hình. Lấy phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, bà Huế cập nhật kịp thời thông tin các trường hợp từ các địa phương khác trở về Đà Nẵng trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến khó lường. Phổ biến rõ các quy định của thành phố, cách tuyên truyền của bà Huế giúp mỗi người dân ý thức được trách nhiệm của bản thân, khai báo thông tin trung thực. Chúng tôi cùng với ban điều hành các tổ dân phố ấy, là thường xuyên đi đến các hộ gia đình để nắm tình hình, phát hiện ngay là có người đi về hoặc là đến từ vùng dịch không. Và có ấy, là chúng tôi báo cáo ngay với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường theo cái mẫu mà đã hướng dẫn. Xác định rõ nguy cơ dịch xâm nhập vẫn luôn tiềm ẩn, ông Lê Lập, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 13 phường Thanh Khê Tây, vận động toàn thể người dân khu vực cùng tham gia giám sát. Cả khu dân cư hiểu rõ hơn lúc nào hết, việc kiểm soát chặt chẽ thông tin dịch tễ là khâu quan trọng để kiểm soát tình hình dịch. Phân công cho từng thành viên một, theo dõi giám sát từng khu phố một, từng con đường một. Và song song đó, chúng tôi phân công để vận động từng gia đình, để có gì sẽ báo cáo kịp thời những người mà ở các vùng dịch về và những người đi từ vùng dịch đấy. Tại nhiều tổ dân phố, ban công tác mặt trận lập nhóm Zalo riêng để người dân phản ánh kịp thời các trường hợp từ các tỉnh thành khác về địa phương. Ban công tác mặt trận tổ dân phố và chi bộ thì mỗi cái tổ chức đều thực hiện cái trang Zalo gọi là nhóm Zalo đấy, để có nghĩa là thông báo đến từng người dân. Mỗi người dân là mỗi hộ, mỗi tổ dân phố thì có nghĩa là đều là tham gia trong cái nhóm đó, để khi mà mình sao chép văn bản mình gửi xuống để mọi người cùng đồng thời, thì có nghĩa là những một trường hợp thì mình tới mình vận động. Không chỉ riêng với những người về từ các địa phương khác, ban công tác mặt trận còn thường xuyên giám sát, nhắc nhở các trường hợp vừa hết thời hạn cách ly trở về địa bàn sinh sống, kêu gọi các hộ gia đình tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định. Hàng ngày là các ban công tác mặt trận báo cáo có số người đến và người đi về từ vùng có dịch, để là trên cơ sở đó là mặt trận sẽ nắm và phải báo về bên y tế và xác minh những trường hợp nào cần thiết là phải làm những cái khâu mà tiếp theo thì bên y tế họ sẽ báo lại. Và ngày thường cứ 2 giờ chiều hàng ngày là mặt trận phường phải báo về mặt trận quận về cái số người đến và người đi về từ vùng dịch. Thì qua cái vai trò này thì thấy cái vai trò của trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư rất là coi như tốt. Các đồng chí đó là đã theo dõi được những cái diễn biến của những người dân ở trong khu dân cư rất là đầy đủ và như thông tin rất là kịp thời. Việc huy động toàn dân kiểm tra, giám sát và phát hiện người về từ các địa phương khác về và đến Đà Nẵng góp phần chung tay cùng các lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp phòng dịch, từng bước đưa thành phố trở về với nhịp sống bình thường mới.